Vâng, Hiệp xin chào tất cả quý anh chị ạ, các quý nhà đầu tư. Thì buổi chiều ngày hôm nay Hiệp đang check-in ở một vị trí rất là mát, ven biển và cách biển rất là gần quý anh chị ạ. Và Hiệp cập nhật cho quý anh chị một số cái bất động sản ở khu vực bờ kè, ven biển. Và Hiệp xin chia sẻ cho quý anh chị là Hiệp đang đứng trên địa phận của khu vực gần với bãi biển Đức Lợi. Và phía sau lưng mà quý anh chị đang nhìn thấy đó là bờ kè ven sông gần cái cửa biển, cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Và Hiệp xin cập nhật cho quý anh chị thấy đây. Đây là tuyến đường nối thẳng xuống dưới bãi biển Đức Lợi. Đây, gần, rất là gần quý chị, vài trăm mét là tới biển rồi. Tàu thuyền neo đậu. Đây quý chị. Sáng là tàu cá nó cũng vào đây. Và dọc theo bờ kênh này thì buổi tối kinh doanh cũng rất là nhiều, đặc biệt là những cái thời gian mà gần Tết đó, kinh doanh rất là đông đúc khu vực này quý chị ạ. Đó, và Hiệp xin chia sẻ quý chị cái thông tin này nữa. Đó, đây là tuyến đường sau Huỳnh Nhân Quốc đó quý chị. Ở tuyến đường ven biển sau Huỳnh Nhân Quốc rất là gần chỗ này. Vị trí ở đây hiện tại thì xin thông báo là cho quý anh chị được biết thì rất là ít cái bất động sản dọc theo cái bờ kênh này, dọc theo cái view cực đẹp này, có view rất là mát, một cái view mà thực sự là nếu mà trong tương lai thì nó phát triển rất là nhiều. Và đối diện của cái view này á, là sắp tới cũng sẽ hình thành một cái dự án đó. Thì trong tương lai thì Hiệp không có nói nhiều, nhưng mà về trước mắt mặt tiền ở những cái khu vực này là giá trị rất là cao, gần biển và có thể là cũng kinh doanh được. Những cái bất động sản ở khu vực này thì diện tích cũng rất là đẹp, 5 x 25 đó, rồi 5 dài hơn nữa thì khoảng tầm 150 mét vuông và 125 mét vuông, cực kỳ đẹp anh quý anh chị. Mức giá ở cái khu vực này, vị trí view này thì cũng khá là khoảng tầm đâu đó khoảng 700-800 rồi quý anh chị. Đây, vị trí rất là đẹp, gần tuyến đường sau Huỳnh Nhân Quốc, và vị trí kinh doanh buôn bán vào buổi tối cũng rất là nhộn nhịp. Hiện tại thì đang là mùa mưa gió nên là cũng chưa có triển khai cho nhiều lắm, nhưng mà đến khi sắp Tết hoặc là những cái thời lúc mà thời tiết mùa hè rồi đó thì tại khu vực này rất là đông đúc quý chị, rất là đông đúc và vui vẻ. Đó, đây những cái vị trí bất động sản ở khu vực kia, chỗ gần chiếc xe đó nữa. Rất là đẹp, nói chung là view hết, rất là mát. Rồi quý anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm những cái bất động sản ven biển ở Mỹ Khê hay là ở Đức Lợi, ở vị trí này thì liên hệ ngay cho Hiệp để Hiệp sẽ gửi những cái thông tin chính xác nhất từ chủ của những cái vị trí này, sẽ gửi cho quý anh chị xem tham khảo. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu thì có thể là sở hữu để dành trong tương lai, cũng như là quý anh chị nào ở gần khu vực thế này có thể mua, sau này mình có thể đầu tư hoặc là mình làm một cái vị trí nào để buôn bán kinh doanh cũng rất là tốt. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem cái video ngày hôm nay. Đất biển giá trị cũng rất là cao quý chị, hạn chế bây giờ nó cũng rất là ít rồi. Thì quý anh chị nào cần liên hệ cho Hiệp để Hiệp sẽ gửi thông tin cho. Vâng, xin chào tất cả quý anh chị ạ.